Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Ủa? Trời ơi, trời ơi, cái gì? Alo, chào các bạn. Trời ơi, ngố bị một cú chôn quá trời tốn tiền luôn các bạn ơi. Ngờ một người ở trên Sài Gòn, kháng ở trên Sài Gòn, mẹ ở Sài Đéc, hai mẹ con hợp tác hốt bệnh cái không còn đồng bạc luôn. Chú xin ngố con đây nè. Ủa? Em xin ngố nè. Ủa? Em xin ngố nè. Ôi mà là đồng, mà là sông, mà là tình yêu ơi. Đi sửa xe không thiếu ngoài luôn á. Nhờ quen biết dữ lắm mà nàng nỉ không có cho về á. Hai xe đòi tiền rồi đó. Góp sắp chưa hết mà lại không biết cái lỗ mà hay vậy. Giờ đi chữa thì em cũng tiền thôi các bạn ơi. Nóng quá trời nóng luôn các bạn. Bữa đó mình ăn có một con cua đồng mà mắc 1,000,000. Trời ơi, bạn bình luận nói xin ngố ăn con cua đồng này chảy máu mất luôn, đúng là chảy máu mất cái lỗ đằng xương luôn. Đớn đâu rồi, quá lên mới thăm con trai bà nghe kiến chiêu cho chân ngố cái các bạn cũng hiểu rồi. Trời ơi, ai là trong hoàn cảnh này mà không hiểu không, mình quá vui chứ. Mình tưởng là vô kèo cái bực rồi. Ai ngờ hai mẹ con người ở Sài Gòn, người ở Sài Đéc hợp tác nhau hốt mình một cái ha, trắng tay luôn, sập tiền hết túi luôn. Xe bữa đó đi sửa xe là hết, nhà quen thở sửa xe đó mà không là sắp bắt máy luôn rồi. Giống như là càng nói mong mình lâu quá mình không cho thì như là hiếu ế nó mình lục nghề thì sao bạn ơi, mà mình nghĩ lâu nghề còn nghề nhà hóng mà không vợt thì nó cũng lục thiệt chứ làm sao bỏ bán nổi. Giờ để mình tìm khách nào đó mình phải trả đũa lại cho bà, cho bà một chặng hay cho bà phải là dở khóc dở cười quá mới sáng rồi chứ ngố chứ bằng không bà khi dễ chứ ngố đẹp trai quá được cái mất trơn làm hay đó, ăn mì gói luôn không ăn gì luôn, còn vớt vát được con cua biển mà mình cũng đỡ sạch sẽ luôn, ăn hơn cái hạm đội nữa. Thôi vậy nó dân miền Tây cái gì cũng giỏi hết trơn, nhậu dư mà ăn cũng giỏi nữa. Gì con? Nhớ rồi, làm gì? Ờ, này là cái này vô mua câu cá hả? Nó chọn đó. Đố mày, đố hết tuổi cũng được nè. Nóng đủ. Đố hết tuổi chút cũng được nè. Đố hết tuổi chút cũng được nè. Đố hết tuổi chút cũng được nè. Cho anh mà thường thường mà hiểu ế bà đâu có sợ. Dữ lên nó mới ngán tay mình chứ. Giao lột cái gì chặt dữ cái vậy. Còn khách kiểu bạn ơi. Cô. Trời ơi. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Ôi ôi hàng nóng hỏi luôn đái cái mồ tay cái tay. Trời ơi, thường ba nó cũng này đấy, chứ ba nó thì ta. Đó, đúng không? Ôi trời ơi. Alo. Là con chuyện. Mày để tao đốt rồi mày. Giờ có mày nó bán dữ rồi cô. Ở đây được chưa? Này vui lắm nè. Ha. Ừ, trời ơi, đi về chân ngố vừa giờ mà vừa con bị lỗ hết trơn á. Để hồi chân ngố đố nguyên cái bộ chút này cho về con cắt nhà trời luôn. Ủa, vui. Coi được mình cũng bói rồi nè. Hết, hết đường chạy mà hiểu bói vậy nha nhảy. Thôi đi. Đi, đó, là biển xuất sắc đi coi. Một ly mình cắm mặt quá trời luôn.
Thôi để cho anh chạy hết nổi rồi, anh vô phòng em, anh nghỉ. Anh vô phòng em, anh nghỉ. Không muốn nhậu đâu, bây giờ bạn mày nó đi ngang con đường đó, bây giờ không uống, không cho đi nè. Giờ phải uống một ly, hiểu giờ không biết nhậu rồi, đặt nhậu. Rồi, thì sao giờ cho anh vô, anh nằm nghỉ mệt rồi. Giờ chạy hết nổi rồi đó. Không ấy, nằm dạ đây luôn à. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Trời, giờ tôi hết đầu không vậy, ngồi đây ngoài đâu không vậy, không vậy tôi mới ra, tôi làm 2-3 ngày nay tôi chuẩn bị cái đó để tôi đặt nghỉ trưa, kêu cho vô phòng ngủ cho vô giận đầu lông nâu người ta à, lông nâu vậy thôi. Dạ, chóng mặt quá em ơi. Ôi rồi. Ôi, điểm dưới chả, có điểm luôn hả? Trời ơi, tôi nằm nghỉ trưa mà. Trời ơi, dắt cái bè lên nằm luôn hả? Dắt cái bè, không nổi cái bè, nó nhảy hiệu mà. Ăn nhậu. Nó không lọc nữa chứ không? Lọc chứ không? Ba trợn nữa rồi đó, tới giờ ba trợn nữa rồi đó. Không tôi ba trợn rồi. Không không ăn nhậu tự nhiên giật cái dầu. Trời ơi có uống nhậu đâu, nó chặn đầu xe nó không cho đi về, nó nói phải uống một ly á. Tại đi ngang cái đường chùa đi xuống đây nè. Nó bằng không rồi đâu có dính. Nhiều tiền không à. Mất trời luôn. Ôi rồi. Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở, tình ta mênh mông như biển trời. Trời ơi thì nằm thử coi của em làm cái chất lượng không? Đó rồi. Hai thằng nằm lật chứ sao? Một thằng nằm được chứ hai người nằm được sao? Không nằm nằm thôi, tôi nằm đây làm gì? Tôi làm cho một tôi nằm. Thôi vậy nha. Nó chở tôi bắt đồ à. Chắc do anh không có ăn á, nó cồn cào nữa đó. Ôi trời ơi trời. Vậy uống nó nóng rang trong cái bụng hết trơn. Không ăn mà uống là nó cồn cào, nó bào bổ bổ. Ăn uống không không ăn hả? Ăn gì uống lo chạy vô uống nó xúc bụng luôn á, nó mà ăn. Sao nó bị cái vậy? Không cho, mày có cháo đi. Trời ơi trời, vô chuyện nữa. Cháo, cháo bệnh đó. Bà đau với thì ăn bệnh suốt, tự nhiên bữa nay bà đặt ăn cháo, bà đặt đổi nữa. Trứng nữa, trứng dữ lắm bà đó. Trứng dữ lắm mà đó. Thấy trứng lắm mà đó. Nhưng mà lỡ bữa nay thôi chứ ai có muốn đâu ăn. Cháo nghe không? Ừ. Xui rủi đi nghe. Dạ cháo bịch nè. Ừ. Chứ ai có muốn đâu mà nhai hoài. Thôi thôi lên nấu cháo. Ừ anh nấu vào bịch cháo đi. Nằm không hiểu chắc còn muốn luôn quá. Trong mặt quá trời luôn rồi vậy sao còn ăn gì vậy. Ừ nó để hành chứ nha. Thì em có đồng hành đó, để hành vô ăn thôi chứ đồng hành để làm cái gì. Thôi nó nằm cái à, cái gì xuống kêu anh nha. Trời ơi trong mặt đầu quá trời. Mẹ ăn cháo nè. Anh cháo. Cháo này trời. Trời ơi mới lên lên nóng của cháo. Lên nóng của cháo giờ này ngủ rồi. Oh.
Trời ơi, cái quần y dây. Trời ơi, cái quần y dây. Ông già đâu rồi, ông đái đây hả? Nói là gì trời, em nói gì vậy? Đang ngủ hả? Nói gì trời? Trời ơi, chết luôn rồi. Gì? Ông đái nhẹ bà. Nói gì đâu, anh không biết gì đâu, nói gì đây anh ngủ mà. Ông giỡn mặt tôi hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Già cái đầu rồi, còn đái rồi, còn bùng là sao? Bụng trời nghĩ sao trời anh già đâu như anh đá bụng nói chuyện tôi chơi với em. Thôi từ 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 từ. Ông giỡn mặt tôi hả? Giỡn mặt gì? Mày cũng dẹp đó nè. Cái gì? Ông đái nè. Đái đâu đái trời. Đái hay nhảy nè. Đái hay nhảy nè. Cái bụng đái, cái bụng đi nó đái hả? Nói nhỏ hơn, khùng ai lớn già đầu đi đái, nói thật sự chết nó. Nói cho cả làng xóm biết, nói cho cả làng xóm biết, chưa biết mặt của ông hèn gì đâu nữa, nó tới giờ ai mà chịu ông cưới ông. Sao vậy làm chịu? Nghĩ sao già đâu mà còn đá cho mụn? Ôi ôi ôi. Đầu lao á, anh vậy anh cùng cho ông đá cho mụn. Ông cùng, ông có cùng, vậy thằng nào đấy? Hả? Bới lên nấu kêu nấu được cháu để hành nữa nha, để hành. Người thu đây cái đó, ông hành tôi rồi đó. Cái này là ông hành tôi đó, chứ hành nào. Vậy cái chuyện của... của em, cái niệm của em đó là anh đá gì? Tôi gì mà tôi đá cho ngùng hả? Hành vậy anh đi đá hả em, tào lao nó. Cái này tôi để tôi nằm nghỉ trưa, nghỉ trưa tôi làm gì bắt mớ thì tôi đá đây. Trời nó cay dữ hả? Trời đi xuống đây. Đi xuống đây, ông dẹp hết cho tôi. Dẹp nhà mà đái luôn mà ông dẹp. Ông dẹp. Trời ơi trời. Trời ơi. 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 Cái quần y dây. Trời ơi. 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 Trời rồi ông đi đái cậu vậy là anh nằm mơ anh tưởng nó anh đi tiểu rồi giúp con anh tiểu giường hả trời ơi trời ơi trời tiêu luôn rồi vì sao đi vậy giận đầu bây giờ biết sao không dạ đầu lâu bao nhiêu tuổi rồi hả bao nhiêu tuổi rồi không có nón tu rồi hồi nãy là anh nằm mơ là anh đi vậy là chết ngựa anh nãy anh thấy anh đi kiểu đàng hoàng luôn anh đứng cái này anh là cho anh lấy cái quần khác cho anh hai anh về coi vậy chết luôn rồi rồi sao anh nhắc cái gì vậy tin tôi giọng không vậy giờ gì sao vậy sao giờ ông già từng ngủ này mà ông còn đá trong á có đâu ôi là ngồi ơi rồi chết luôn ăn ngủ quá trong bụng. Giúp ai tôi hả? Lỡ rồi, đâu em giật đi. Chứ sao vợ? Trời ơi. Chứ chị ơi, sao vợ? Tôi nói rồi nha, ông giận mặt tôi mới làm chưa khai trương vậy trơn á. Tôi mới làm ngồi, tôi chưa ngủ chỉ để nghỉ trưa không. Mấy mới có 3 ngày nay rồi, ngày thứ tư lộn lại ông đã rồi. Giỡn mặt tôi hả? Ngày đâu lỡ, đồng, chắc ngày nãy nhậu uống. Ông đã dụng ra lây qua tôi nữa nè. Trời ơi trời, coi nè. Trời ơi, tại gì ngập hết trơn luôn rồi nè. Ôi, mềm rồi chứ. Ngập gì? Trời ơi trời. Thấm đi mà. Dạ, thấm rồi nệm hết rồi. Mà cứ ông ơi. Mà cứ ông về chắc ông đái như này, ông đái chắc cho tàu xuống sông này luôn quá. Có đâu, trời. Lâu thì nó bị lỗi kia thật không chứ. Lỗi kia thật gì? Trời cái đó bị lỗi cái thật hả? Giọng đầu giờ lỗi cái thật vậy hả? Ông dọn dẹp cho tôi. Dọn dẹp sao giờ? Kêu mua nấu cháo đồ hành để cho dẹp. Nghỉ ăn đi, ui đem để cho tôi ăn. Dọn dẹp nha, một hơi nha. Mà không hái dọn dẹp lại là tôi khóa cửa đây nè. Ông người dọn dẹp không giặt đồ thông suốt cho tôi. Đem hôm nay giặt cho tôi.
có bịch xà bông để vô đó, đem giặt hết chưa tôi nha. Ơi trời xui quá trời. Không ăn luôn, không có nấu cháo. Ở lỡ mà đâu phải cố tình đâu, tiểu này em đâu. Tôi nói nha, tôi nói rồi nha, tôi lên mặt thôi luôn. Cháo này hả? Không cho ăn luôn. Tôi lên tôi ăn luôn. Nó bụng đóng chuột đầu bây giờ con dẹp chặt lên hết cho tôi, chặt hơi là hết cho tôi, xong xuôi xuống kiểm tra tôi mới mở cửa đi về, còn cái thùng biển mà không quần thì sao đi về cậy ông em biến em ơi nó bỏ cái bụng ra chạy giống rồi đó đây nó bỏ cái bụng ra chạy luôn hả? Đâu vậy trời, kỳ hết trời luôn, mình đợi này theo đường ra đường chạy cho nó cự chết quá. Luôn rồi. Là hai cái dừa nó khang khét. Em. Em ơi. Nó thiệt luôn rồi. Chắc được rồi. Rồi rồi. Sao vậy? Ôi kiếm được chỗ nó lết hay mà giặt cái này nó tiểu thì mình thích không? Sao giữ mình được? Chạy rồi. Ngày cứ lại mà chạy.